Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta trở lại kênh Mr. Long Linh Let's Learn. Chúng ta đến với phần số 5 trong chuyên mục 600 câu viết lại tiếng Anh rất hay của thầy. Câu số 1 của phần 5 này. Những câu hỏi đó quá dễ đến nỗi ai mỗi người cũng có thể trả lời được chúng. Những câu dễ thầy sẽ qua nhanh cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cấu trúc gì chưa? So, tính từ, that, rồi sau đó là một cái mệnh đề. Đó, cấu trúc là quá như thế nào đó, đến nỗi như thế nào đó. Những câu hỏi quá dễ đến nỗi mỗi người có thể trả lời nó. Thì chúng ta biến thành chúng là những câu hỏi quá dễ. Dùng search nha, các bạn thấy search, cấu trúc nó chưa? Đến nỗi mỗi người đều có thể trả lời chúng được. Search, rồi danh từ, rồi that. Nhớ cho thầy nha, đã là search rồi thì không được tính từ như so được. Các bạn thấy chưa? So, tính từ rồi that thì biến thành search thì phải là danh từ. Nhớ cho thầy nha. Rồi mình đến that. Chỗ này nếu là số ít thì phải có a hoặc là an. A hoặc là an. Nhưng đây là số nhiều, những câu hỏi thì không có a và an. Được chưa? Nắm chắc như thế các bạn nha. Đương nhiên những cái yếu tố ngữ pháp này thầy giảng hết cho các bạn rồi, trong kênh thầy sớm hay muộn đều có. Bởi vì chắc chắn thầy làm trong kênh thầy sẽ là một cái đại bản doanh đầy đủ kiến thức ngữ pháp cho các bạn. Không thiếu một chủ điểm nào hết, thầy bảo đảm các bạn trong vòng từ 1 đến 2 năm nữa là đầy đủ luôn. Bây giờ hiện tại thì cơ bản là thầy nói hết rồi. Tất cả trong các lớp 11, 12, 10, 11, 12 có hết đầy đủ các yếu tố ngữ pháp rồi. Nó chỉ nằm trong các cái unit đó, các bạn chưa tìm thấy thôi. Nhưng từ giờ cho đến khoảng 1 năm nữa là thầy sẽ làm sạch trơn tất cả các yếu tố ngữ pháp cho các bạn luôn. Đó. Đương nhiên hiện tại là có rồi nhưng nó nằm rải rác các bạn chưa thấy. Nhưng từ giờ đến 1 năm thầy sẽ làm đúng từng chuyên mục luôn, từng chủ điểm luôn. Rồi, câu số 2. Cậu bé sẽ nhận một ít tiền để tiếp tục cái việc học của cậu ta. Bố mẹ của anh ta, của cậu ta đã bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mệnh đề quan hệ. Các bạn thấy mệnh đề quan hệ chưa? Đại từ quan hệ. Cậu bé như thế nào? Cậu bé, người mà bố mẹ của cậu ấy nè, bố mẹ của cậu ta, cậu bé mà người mà bố mẹ của cậu ấy đã chết trong một vụ tai nạn giao thông sẽ nhận được một ít tiền để tiếp tục công việc học của anh ấy. Thì đại từ quan hệ whose này á, thì sau nó phải tìm cho ra danh từ cho thầy nha. Đừng bao giờ tìm động từ sau whose này, nhớ thầy phải nha. Chỉ có who này mới là danh động từ này, who, ok nha. Cậu bé mà cha mẹ của cậu ấy, ok, chết trong vụ tai nạn giao thông như thế nào đó. Đó là câu số 2. Câu 3. Họ sẽ sản xuất hoặc là họ đang sản xuất những chiếc xe máy tại Việt Nam. Biến thành câu bị động. Những chiếc xe máy được sản xuất tại Việt Nam. Những chiếc xe máy đang được sản xuất tại Việt Nam. Bị động của thứ gì đây? Hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Bị động của nó đây. Ok, cấu trúc nha. To be ở hiện tại, tùy vào chủ ngữ là e, am hay a nha. Rồi be in, rồi động từ V3 hoặc là ed. Bị động hiện tại tiếp diễn. Ok, đó là câu 3. Câu 4. Tôi đã không ở đó ngày hôm qua. Tôi đã không ở đó ngày hôm qua. Vì vậy tôi không biết được anh ấy là ai. Mệnh đề if chắc chắn là loại 3 rồi, thầy bảo đảm các bạn luôn á, bởi vì liên quan đến quá khứ nè. Là không có thực trong quá khứ thôi. Đấy, mệnh đề if loại 3 đấy. Đấy, bạn thấy mệnh đề if hồi vào loại 3 chưa? Đó. Ngày hôm qua nếu tôi có mặt ở đó thì tôi có lẽ đã biết được anh ấy là ai rồi. Mệnh đề if loại 3 là câu trong mệnh đề if, trong cái mệnh đề if ở quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì mệnh đề chính phải là would hoặc là should hoặc là could cộng với have cộng với 3. Ok. Vì sao loại 3 thì các bạn biết rồi, nó không có thực trong quá khứ đó. Trong quá khứ là anh ta đã không có mặt đó, thì bây giờ anh giả định là phải có mặt ở đó. Bạn thấy chưa? Vì sao nó thì các bạn xem trong các video về loại mệnh đề if là các bạn biết của thầy rồi. Tiếp tục là mệnh đề if. Nếu bạn không cố gắng, cố gắng hơn á, cố gắng chăm chỉ á, thì bạn không thể vượt qua cái kỳ thi. Mệnh đề if loại 1. Mệnh đề if này chúng ta biến thành unless. Mệnh đề if loại 1 người ta hay dùng unless này. Thì unless này trong video trước thầy nói kỹ rồi, nó bằng if not, nếu không á, nếu không á. Đây.
unless này, trừ khi bạn chăm chỉ hơn, còn không á, bạn sẽ không thể vượt qua được kỳ thi. Có nghĩa là nếu bạn chăm chỉ thì bạn mới vượt qua, còn không, trừ khi cái bạn làm cái việc này, trừ khi bạn chăm chỉ hơn, còn nếu không có chăm chỉ này á, thì bạn sẽ không thể vượt qua. Nếu mà ta dịch sang tiếng Việt mà thuận tai hơn á, thì bạn nói thế này hay nè, nói thế này hay nè, bạn không thể vượt qua cái kỳ thi trừ khi bạn chăm chỉ, thì người ta dễ lọt tai hơn, đúng không? Câu 6, họ dùng nhiều tiền và họ phải làm việc chăm chỉ hơn. Dùng cấu trúc the so sánh hơn, the so sánh hơn, the more hay the more hay the more the tính từ thêm ed đó. Cấu trúc the more hay the tính từ thêm ed rất thường dùng. Càng gì đó, càng gì đó, nhớ thầy nha, càng gì đó, càng gì đó. Đây, the more the harder, đây là tính từ ngắn chứ không phải là thêm ed. Họ càng xài nhiều tiền thì họ càng phải làm việc cố gắng hơn, chăm chỉ hơn. Càng gì đó, càng gì đó thì người ta dùng cấu trúc này, the này, the so sánh hơn, the so sánh hơn này. Họ càng xài nhiều tiền thì họ càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Nhớ các bạn nha, phải làm việc chăm chỉ hơn. Câu số 7. Người ta nghĩ rằng bị động đặc biệt này, đó. Người ta nghĩ rằng gì sao? Cái vỏ hoặc là cái phong bì này, cái vỏ hoặc phong bì này được làm từ gì các bạn? Từ sắt thép, sắt thép. Rồi, bị động đặc biệt. Câu số 7 này. Cái vỏ hoặc cái phong bì đó được nghĩ là gì? Là được làm từ sắt thép. Cái câu số 7 này các bạn ơi, câu số 7 của bài tập số 5 này á, là thầy giải thích các bạn dạng bị động đặc biệt các bạn nha. Dạng bị động đặc biệt này trong video trước á, thầy giảng các bạn rất kỹ nè, là quá khứ này trước cái có hai chủ ngữ này các bạn thấy chưa, hai chủ ngữ thì cái chủ ngữ thì Vân có hai động từ này, hai nhóm động từ này đó. Nếu cái nhóm động từ phía trước này được viết ở quá khứ đơn thì phía sau phải là quá khứ hoàn thành, nhớ thầy được chưa? Còn ở động từ phía trước, nhóm động từ phía trước viết ở hiện tại thì phía sau là quá khứ đơn, nhớ cho thầy nha. Ở trước hiện tại, ở sau quá khứ đơn, ở trước quá khứ, ở sau quá khứ hoàn thành, cứ thế mà làm. Thế thì đây là gì? Quá khứ nhưng ở dạng gì? Bị động. Ở đây quá khứ hoàn thành nhưng ở dạng bị động luôn. Had been với ba này các bạn. Ok, đó là câu 7. Câu 8. Anh ta đi đến London và anh ta đã sống ở đó khi anh ta còn là một cậu bé. Quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn. Công thức này quá quen thuộc này. Hành động trước một hành động trong quá khứ thì hành động nào diễn ra trước quá khứ hoàn thành, hành động diễn ra sau quá khứ đơn. Đó các bạn nha. Anh ấy đi đến London nơi. Đây, câu 8 này. Anh ấy đi đến London nơi anh ta đã sống khi ta còn là một cậu bé. Được chưa? Anh ta sống này. Nhớ hi nha, thầy viết thiếu hi, thầy bổ sung hi. Khi ta còn là một cậu bé. Được chưa? Thường á, sau cái quen này là mệnh đề quá khứ, trước cái quen này là mệnh đề ở quá khứ hoàn thành. Nhớ cho thầy nha. Ok. Câu số 9. Chen vắng mặt. Vắng mặt là không đến lớp á, bởi vì cái bệnh của cô ấy. Nhớ này, because of này, phía sau nó là không được một mệnh đề. Nhớ là không được phép viết ở mệnh đề mà phải viết ở cụm danh từ hoặc là danh từ nha. Danh từ hoặc là cụm danh từ, nhớ thầy. Nhưng because thì phải là một mệnh đề cho thầy. Thì chắc chắn là chủ ngữ này, động từ này. Đây, mệnh đề đây. Bởi vì Chan bị ốm. Đó, các bạn thấy mệnh đề chưa? Mệnh đề là gì? Mệnh đề là có chủ ngữ và động từ ra mệnh đề vậy thôi. Bởi vì Chan bị ốm cho nên cô ta đã vắng mặt không đến lớp. Rồi, đó là câu số 9. Bây giờ đến câu số 10. Câu số 10 đây rồi các bạn. Cái gói hàng nó quá nặng đối với Peter để mang. Cấu trúc nè, to tính từ, for someone cộng to cộng động từ nguyên mẫu. Cái này có thể không, nhưng đã có someone rồi phải đưa for vào. To tính từ, for someone hoặc là something hay gì đó cũng được, cộng to cộng động từ nguyên mẫu. Quá như thế nào đó, đối với ai đó, để làm cái gì đó. Cái hiểu của nó, cấu trúc của nó là như vậy nha. Cấu trúc của nó rất là hay nha. Đương nhiên phía trước nó phải là động từ rồi. Đấy, câu số 10 chúng ta đây. Cái gói thầy biến đổi thành cấu trúc gì đây? Thành so tính từ that. Gặp lại cấu trúc này chưa?
cấu trúc này thầy trong phần 4 thầy giảng rồi, đúng không? Phần 5 chúng ta tiếp tục gặp lại. Gói tiền quá nặng đến nỗi Peter không thể mang nó đi. Tính cấu trúc này, quá nhiều cấu trúc hay, đúng không? Ok, rồi, vậy thì phần 5 thầy cũng đã giảng xong cho các bạn. Và mong các bạn thích các video này. Và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay tiếp theo của Mr. Long Linh. Và thầy sẽ cố gắng giúp các bạn giải càng nhiều càng tốt. Chắc chắn là 600 câu này các bạn sẽ biết hết được và các bạn sẽ giỏi tiếng Anh rất là nhiều. Rồi, thầy chào các bạn nhé.